Scorpius Rex, ác quỷ bóng đêm. Hãy tưởng tượng một con quái vật hung dữ, ẩn nấp trong bóng tối, di chuyển nhanh như chớp và sở hữu móng vuốt sắc nhọn như bọ cạp. Đó chính là Scorpius Rex, nỗi kinh hoàng của mọi sinh vật trong thế giới Jurassic World. Scorpius Rex là một loài khủng long lai tạo độc đáo và nguy hiểm được giới thiệu trong loạt phim hoạt hình Jurassic World, trại Chris Asus. Loài này là kết quả của một thí nghiệm táo bạo do tiến sĩ Henry W. U., nhà khoa học di truyền học tài ba đứng sau Indominus Rex và Indoraptor, thực hiện. Tiến sĩ W. U. đã sử dụng DNA từ nhiều loài khác nhau để tạo ra Scorpius Rex. DNA chủ yếu đến từ Velociraptor, Tyrannosaurus Rex, Carnotaurus, Majungasaurus và một số loài bò sát khác. Tên gọi Scorpius Rex có nghĩa là bọ cạp vua. Loài này được thiết kế để trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn của Indominus Rex. Scorpius Rex khoác lên mình bộ da xám đen lốm đốm những mảng tối, giúp nó hòa mình hoàn hảo vào màn đêm. Dọc sống lưng và đuôi là những gai nhọn dài, nhọn hoắt như vũ khí bí mật. Chiếc đầu to với mõm ngắn, hàm răng sắc nhọn như dao cạo cùng đôi mắt đỏ rực như lửa là minh chứng cho sự hung hãn của loài bò sát này. Scorpius Rex dài từ 7 đến 8 mét, cao 3,5 mét và nặng khoảng từ 1 đến 2 tấn. Dù kích thước không quá to lớn, Scorpius Rex lại sở hữu sức mạnh kinh người. Nó có thể hạ gục những con mồi to lớn hơn nhiều so với bản thân chỉ bằng một cú vồ mạnh mẽ. Nhờ vào cấu tạo bàn chân ba ngón và móng vuốt sắc nhọn, Scorpius Rex có thể leo trèo cây một cách dễ dàng, khiến nó trở thành kẻ săn mồi nguy hiểm ở mọi địa hình. Scorpius Rex là một kẻ săn mồi thông minh và xảo quyệt. Nó sử dụng khả năng ngụy trang tuyệt vời để lẩn trốn con mồi, sau đó bất ngờ tấn công với tốc độ chớp nhoáng. Loài này cũng có thể phối hợp tấn công theo bầy đàn, khiến cho việc chống trả trở nên vô cùng khó khăn. Scorpius Rex là một trong những mối đe dọa chính đối với các nhân vật trong Jurassic World, trại Chris Asus. Loài này xuất hiện lần đầu tiên trong mùa thứ ba và nhanh chóng trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của các trại viên. Với sự hung dữ, thông minh và khả năng thích nghi tuyệt vời, Scorpius Rex gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi sinh vật trong khu bảo tồn. Scorpius Rex là một loài bò sát hung dữ, thông minh và nguy hiểm. Loài này là minh chứng cho sức sáng tạo của con người, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh về những nguy cơ tiềm ẩn của việc can thiệp vào tự nhiên.